Có bao giờ các bạn tự hỏi cái gì đã tồn tại trước cả khi xảy ra vụ nổ Big Bang không? Đó cũng là một câu hỏi của không ít người đam mê thiên văn. Vào năm 1929, Edwin Hubble đã khám phá ra hiện tượng các thiên hà càng ngày càng di chuyển ra xa nhau, cho thấy hiện tượng vũ trụ giãn nở là chính xác về mặt thực nghiệm. Vậy nếu vũ trụ đang giãn nở, thì suy ngược lại, nó phải có điểm khởi đầu. Các nhà khoa học giả thuyết rằng, thuở sơ khai của vũ trụ là một điểm kỳ dị có mật độ và khối lượng vô hạn, sau đó phát nổ và lạm phát, tạo thành vũ trụ như ngày nay. Chúng ta cùng đến với hành trình chứng minh Big Bang. Trước hết, chúng ta phải cảm ơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Chính giới hạn này đã giúp cho chúng ta có thể nhìn về quá khứ hàng tỷ năm để truy tìm nguồn gốc của vũ trụ. Và một thứ dấu vết còn sót lại của Big Bang chính là nền vi sóng vũ trụ, Cosmic Microwave Background, viết tắt là CMB. Quay ngược thời gian lại 13,8 tỷ năm trước đây, khi mà tất cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị, và thời khắc bắt đầu với vụ nổ lớn Big Bang. Trong giây đầu tiên sau khi vũ trụ hình thành, NASA tính toán rằng nhiệt độ xung quanh lúc này khoảng 5,5 tỷ độ C, và quan sát CMB, chúng ta có thể truy tìm sức nóng còn sót lại của vụ nổ lớn. Vậy nếu như chúng ta chế tạo ra kính thiên văn, có thể nhìn xa 13,8 tỷ năm ánh sáng, là chúng ta có thể nhìn được 13,8 tỷ năm trước thực sự đã diễn ra điều gì? Câu trả lời là không. Chúng ta sẽ không thể nhìn được tới thời điểm Big Bang xảy ra. Vì vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, con người đang bị nhốt và cách biệt hoàn toàn với điểm khởi đầu của vũ trụ. Tuy không chắc chắn, nhưng thuyết Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Và thực sự nếu lý thuyết đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra và nguyên nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn học phải đau đầu. Câu hỏi này được đặt ra trước cả thời kỳ thiên văn học và vũ trụ học hiện đại khoảng 1.600 năm. Vào thế kỷ thứ 4, nhà thần học Augustine vật lộn nghiên cứu khái niệm bản chất của Chúa Trời trước khi tạo dựng nên vũ trụ. Và câu trả lời của ông là không có gì tồn tại trước khi Chúa tạo nên vạn vật. Tuy nhiên câu trả lời này có vẻ không phù hợp với thiên văn học và vũ trụ học hiện đại. Vật lý học thế kỷ 21 đã được trang bị nhiều kiến thức hơn, trong đó phải kể đến thuyết tương đối của Albert Einstein với khái niệm tương quan giữa khối lượng và thời gian đã cho chúng ta cái nhìn mới hơn về vũ trụ thời kỳ tiền Big Bang. Giải thích đơn giản là các hành tinh có khối lượng càng lớn thì chúng ta sẽ cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn khi đứng trên bề mặt so với các hành tinh có khối lượng nhẹ hơn, mặc dù sự chênh lệch là rất nhỏ. Do đó, trước vụ nổ Big Bang, điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của toàn bộ vũ trụ, nên nó khiến thời gian bị bế tắc, hay có thể coi như không có khái niệm thời gian và cũng đồng nghĩa với việc không có khái niệm thời kỳ trước Big Bang. Nếu chỉ xét lý thuyết tương đối của Einstein thì khái niệm thời gian chỉ tồn tại khi điểm kỳ dị nguyên thủy mở rộng với kích thước và hình dạng của nó, tức là không tồn tại khoảng thời gian trước vụ nổ Big Bang. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng với câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, thuyết tương đối của Einstein vẫn chưa phải là đầy đủ, có rất nhiều hiện tượng mà nó không thể giải thích, và lúc này chúng ta mới xét đến lý thuyết vật lý lượng tử. Trước hết, vật lý lượng tử là gì? Nói đơn giản, vật lý lượng tử là lĩnh vực khoa học, chuyên nghiên cứu các quy luật vật lý của thế giới vật chất ở tầng mức vô cùng nhỏ, tầng mức của các hạt nguyên tử và hạ nguyên tử, tức những hạt như electron, proton, neutron, gluon, quark, neutrino, v.v. mà chúng ta đã từng được học trong vật lý và hóa học phổ thông. Lĩnh vực này bắt đầu được quan tâm và phát triển từ những năm 1900. Max Planck, một nhà vật lý người Đức, được xem là một trong những người có đóng góp đầu tiên và quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Về mặt khái niệm, từ quantum trong quantum physics có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là đơn vị nhỏ nhất giúp cấu thành một vật chất bất kỳ. Vật lý lượng tử nhìn nhận năng lượng như một dạng vật chất thay vì cách gọi trường năng lượng của vật lý cổ điển, thế nên nó có thể được đo đếm, định lượng, chia nhỏ thành các đơn vị. Sau hơn một thế kỷ được nghiên cứu với vô số thí nghiệm đã giúp các nhà khoa học đưa ra được rất nhiều giả thuyết và lý thuyết mang tính đột phá trong việc giải thích các quy luật vận hành của thế giới vật chất. Sự ra đời của vật lý lượng tử cùng hàng loạt lý thuyết mới đã làm thay đổi những suy nghĩ và khái niệm trước đây, đồng thời làm hồi sinh câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang. Vật lý lượng tử đặt ra một giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một vũ trụ con trong một vũ trụ lớn hơn.
Lý thuyết này được hình thành từ việc quan sát các bức xạ nền vũ trụ. Các nhà thiên văn học quan sát CMB lần đầu tiên vào năm 1965 và nó nhanh chóng gây ra một vấn đề khúc mắc trong lý thuyết Big Bang. Tuy nhiên, đến năm 1981, nó đã được giải thích nhờ lý thuyết lạm phát vũ trụ. Lý thuyết này chỉ ra rằng vũ trụ mở rộng rất nhanh, chỉ trong vài phút vào giai đoạn đầu tiên của thời kỳ tồn tại của vũ trụ. Nó gây ra biến động về nhiệt độ và mật độ của CMB, tuy nhiên những biến động này phải được thống nhất. Những nỗ lực lập bản đồ vũ trụ gần đây cho thấy rằng vũ trụ có khá nhiều sai lệch, một số khu vực có nhiều biến động hơn các khu vực khác. Một số nhà thiên văn học cho rằng điều này chứng tỏ không phải hình thành từ chính nó, mà nó được hình thành từ một vũ trụ lớn hơn. Một giả thuyết khác đề cập đến lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ khác. Lỗ đen giống như một máy ép khổng lồ trong vũ trụ, và theo lý thuyết các vật chất sau khi bị hút và nén sẽ được giải thoát ra ngoài qua lỗ trắng. Lỗ trắng là đối lập với lỗ đen, nó giống một van xả vật chất, không những vậy, nó còn cung cấp năng lượng cho vật chất. Do đó, các nhà thiên văn học đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ của chúng ta đã từng được hình thành trong một lỗ đen khổng lồ, và mỗi lỗ đen trong vũ trụ có thể ẩn chứa những vũ trụ chưa tồn tại mà chúng ta chưa từng biết đến. Các nhà khoa học khác lại tin vào lý thuyết chu kỳ, trong đó sự hình thành của điểm kỳ dị là do chính vũ trụ trước đó tự sụp đổ trong một sự kiện được gọi là Big Crunch. Nếu lý thuyết Big Bang là đúng, có nghĩa vũ trụ đã từng là một điểm duy nhất và đang mở rộng ra. Vậy có thể nào tồn tại một trường hợp ngược lại, vũ trụ ngưng mở rộng và mọi thứ sẽ co cụm lại dưới lực hấp dẫn? Trong trường hợp nếu quá trình giãn nở vũ trụ bị ngưng lại, hoặc lực hấp dẫn thắng thế, thì tất cả mọi thứ sẽ được dồn về một điểm ở trung tâm, mà tại đó nhiệt độ sẽ còn cao hơn cả ở trong tâm những ngôi sao lớn nhất và rất có thể sẽ trở thành một hố đen tối thượng do sự đậm đặc của vật chất của toàn bộ vũ trụ tích tụ lại. Điểm kỳ dị này một lần nữa bị dồn ép tới mức trở thành một hố trắng khổng lồ và giải phóng tất cả vật chất ra ngoài, giống như vụ nổ lớn mà chúng ta gọi là Big Bang tái tạo vũ trụ. Sau đó, quá trình Big Bang và Big Crunch lặp lại theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, giả thuyết này lại đặt ra câu hỏi tương tự như trường hợp quả trứng có trước hay con gà có trước. Vậy để trả lời câu hỏi những gì tồn tại trước vụ nổ Big Bang, ngay cả các nhà khoa học cũng đang đau đầu tìm câu trả lời. Có thể trước đó, vũ trụ không tồn tại gì cả. Có thể vũ trụ này hình thành từ vũ trụ lớn hơn, hay theo lý thuyết chu kỳ. Tuy nhiên, cho dù câu trả lời là như thế nào đi nữa, tạo hóa vẫn luôn là bí ẩn lớn nhất mà có lẽ với những kiến thức hiện tại, chúng ta vẫn nên tạm tin vào bàn tay của đấng tối cao đã tạo nên mọi thứ